À, xin chào các bạn nhé. Hồi xưa thì con heo mới nuôi về là nó hay thường hay ra ngoài lắm các bạn ạ. Bây giờ thì nó ít rồi, nó không hay đi ra ngoài nữa. Thì sau quá trình nuôi heo thì mình cũng đã gọi là theo mình thì cũng hiểu phần nào những nguyên nhân, lý do mà con heo thường hay đi ra ngoài nhé các bạn. Thường hay phá hàng rào của chúng ta, thường hay đi ra ngoài. Thì hồi xưa mới thả vào thì heo nó ra ngoài hết. Nói chung ở khu vực nào nó cũng phá hết. Bản thân tôi rất là lo, nhất là lo về con heo của mình nó sẽ mất. Và thứ hai nữa lo về vấn đề kinh tế của người khác ở xung quanh. Đấy, sức tàn phá của con heo nó cũng khá lớn đối với cây cối. Thì trong video này thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn biết về những nguyên nhân mà con heo thường hay đi ra ngoài nhé các bạn. Theo mình nhé, hồi xưa là hồi mới thả vào con heo vào chuồng thì mình mua cái con heo ở từ những nơi mà thả rong, nên là mới thả vào á thì nó còn chưa hiền, gọi là chưa quen với chủ mới, nên là nó thường hay tìm cách ra ngoài. Đấy, với lại lúc đó thì mình cho ăn thì nó cũng chưa biết ăn, phải cần một cái thời gian thì nó mới biết ăn được, mới thích nghi với chủ mới. Gọi là khi mình cho thức ăn nó còn rất là sợ. Hồi mới thả vào thì con heo này không phải thả ngay trong chuồng đâu nhé các bạn, vì cũng sợ nó sẽ nhảy, cho nên là mình thả vào trong cái chuồng nhỏ, diện tích nhỏ, giao lại với cái diện tích nhỏ để nuôi ở đó một cái thời gian. Đấy, một thời gian khá dài, cũng khá lâu, khoảng 1 đến 2 tuần. Rồi sau đó mình mới cho nó ăn. Đấy, mình mới cho nó ăn ở, sau đó mình mới cho nó ăn ấy. Thì thấy nó ăn rồi, thích nghi, quen dần, mình mới thả. Thả ngoài với cái diện tích chuồng, nói chung nó chỉ tích chuồng khá rộng. À, với lại nó cũng chưa quen, mà cái nó chưa quen nên là nó quen với cái thói là thả rong, nên là hay tìm cách ra ngoài. Chỉ cần một con ra ngoài là tất cả là ra ngoài hết nhé các bạn. Cho nên là nguyên nhân là đầu tiên là do vì heo nó quen với cái thích nghi, đó là chưa quen với chủ mới, chưa thích nghi này, rồi là quen với cái thói ngày xưa nên hay phá ra ngoài. Đấy, nó lạ. Đấy, đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai nữa là có thể là do rào chuồng trại của chúng ta không đảm bảo, chúng ta rào nó còn để lại sơ hở thì nó sẽ tìm cách ra ngoài. Đấy, trong khi nó chưa quen thì chúng ta cần phải rào nó thật chắc để cho vấn đề là nuôi heo của chúng ta đảm bảo. Nguyên nhân thứ hai á, nguyên nhân thứ ba là do nguồn thức ăn cung cấp cho heo không đảm bảo. Đấy, chúng ta để đói lâu ngày thì nó sẽ đói, nó sẽ bằng một cách tìm cách ra ngoài. Đấy, chúng ta chỉ cần để cho nó đói một ngày là nó sẽ tìm cách ra ngoài ngay. Đấy, tìm cách gỡ hàng rào của chúng ta để tìm cây cối để mà ăn. Đó là nguyên nhân thứ ba. Đấy các bạn ạ. Đấy, bởi vì heo đây thì để làm sao đó thì chúng ta phải thường xuyên cho nó ăn cho nó đảm bảo, và nó để quen với người chủ, chúng ta phải thường xuyên tiếp cận,
thì nó sẽ quen với chủ và nó sẽ rất là hiền. Hắn được ăn no mỗi ngày thì nó sẽ không có tìm cách ra ngoài nha các bạn. Như heo của mình đây thì nó ở đây rồi. Mặc dù trường trại nó không được đảm bảo thì thường xuyên cho ăn thì nó sẽ không ra ngoài nhé các bạn. Nó cơ bản là rất là hiền lành. Nói chung đối với con vật nào nó cũng thích nghi với con người cũng rất là nhanh. À, trong video này nhà chỗ nào các bạn còn thắc mắc thì hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.